Bạch sư con xin hỏi là mình quy y Tam Bảo có cần phải tới chùa không? Mình quy y online với một vị sư thì đó có gọi có gọi người đó đã quy y Tam Bảo hay không? Thưa quý vị đó là trên um, về mặt rốt ráo đó, lý thuyết đó, thì cái chuyện quy y Tam Bảo nó quý vị không cần phải đến chùa ngay cả một người cư sĩ quý vị quy một người cư sĩ cũng có thể đại diện tam bảo để cho quý vị quy y nhưng mà xin nhấn mạnh đó là chuyện chẳng đặng đừng thôi nó giống như á kẹt quá bây giờ kẹt quá không không có cơm thì mình phải hút cháo hoặc là kẹt quá không có cháo nữa thì mình phải uống nước lã mình nhịn đói tức là cái chuyện mà mình uh, không tới chùa mà mình vẫn quy tam bảo á thì được chứ không phải không được nhưng nó là trong trường hợp kẹt quá không cách chi mà mình làm khác được thì mới mới làm chứ không phải là mình nghĩ là cái chuyện đó là nó uh, được rồi mình cứ làm hoài thì nó không phải uh. nó cũng giống như uh, một người đó thực sự mà nói là họ kẹt quá thì họ mới không học uh, phổ thông bình thường mà họ phải đi học bổ túc văn hóa bởi vì do nhiều vấn đề nguyên nhân khách quan và chủ quan nên họ mới phải học bổ túc văn hóa chứ không phải là quý vị nói à, vậy thôi bổ, học bổ túc văn hóa thì um, học nó nhẹ chương trình nó nhẹ mà cũng có khi học buổi tối nữa uh, thì uh, khỏi cần phải học nhiều vậy thôi tôi học bổ túc văn hóa được rồi quý vị thử quý vị cho con quý vị học bổ túc văn hóa đừng có cho học mấy cái trường là trường công lập hoặc là trường tư nhân à, thử quý vị có chịu không mà tại sao vậy đó là kẹt quá không còn cách gì khác thì mình mới phải làm thôi chứ không phải là cái chuyện đó là cái chuyện nên nha yeah. cho nên đó, cái chuyện mà quy online thì cũng được chứ không phải không được nhưng mà như sư nói là kẹt quá không còn cách chi nữa thì mình mới phải làm Ừ. Và quý vị nên nhớ như thế này nè. Cái việc gần gần gũi chư tăng, cái việc đến chùa và gần gũi chư tăng nó có nhiều cái lợi. Còn khi mà quý vị quy y một cách thuận tiện như vậy đó, sư hỏi quý vị nha, cái lòng thành kính nó được bao nhiêu? Và cái tâm dẫn đầu các pháp mà khi mà chúng ta cứ cái gì cũng online như vậy đó, cái cái sự thành kính mình nó ít lắm ngay có cái, cái chuyện mà quý vị sư giảng pháp cũng vậy thôi nói thẳng thì sư giảng trực tiếp nó vẫn hứng thú hơn nó vẫn tốt hơn là giảng online tại vì online như vậy đó cái người nghe đó cái, cái 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 sự mà nhập tâm cái sự chú tâm của họ không có nhiều nó có nhiều cái bất lợi lắm nhưng mà do cái hoàn cảnh do môi trường khách quan thì mới phải làm thôi chứ còn mà tốt nhất thì vẫn cứ phải nên học trực tiếp các trường hợp gì cũng vậy nhất là đối với đạo phải học trực tiếp đấy, đấy.